Hợp với sự thật thà quá mức luôn mang đến cho các giáo viên những pha phải ngã ngửa. Và bạn học sinh dưới đây khiến nhiều người phải cười bò vì giọng văn chân thực đến mức thật như đếm của học sinh khi tả ông nội. Nội dung bài văn như sau. Gia đình em ở cùng ông nội, ông năm nay 60 tuổi rồi. Ông là người duy nhất trong nhà không làm gì cả. Lúc nào ông cũng nằm ươn ra ghế sofa xem tivi và tính tính mấy ô số. Bố em gọi ông vào ăn cơm thì ông bảo, tao xem tí đã, chúng mày ăn trước đi. Ông rất chiều chuộng em, khi đi học về ông cho em xem máy tính. Nghe tiếng xe của bố về đến cổng là ông bảo, có tắt máy tính đi không, bố mày về nó đánh cho như đòn. Thỉnh thoảng ông vẫn ngồi kê bàn tính tính mấy con số, em mà mở tivi thì ông quát, thằng kia, mày có tắt ngay đi không, tối mà tạch lô thì mày như đòn. Em sợ quá chạy vào phòng, tí ông lại vào cho em 10.000 và bảo, ông cho tiền mai đi học mua xúc xích, cấm không được nói với bố mày chuyện hôm qua ông trúng lô. Em rất yêu quý ông. Dù bài văn gạch xóa nhiều lỗi chính tả, nhưng cũng khiến cho nhiều người thích thú. Chị Hoàng Minh Tê, phụ huynh của em học sinh trên cho hay, thằng bé là một đứa trẻ rất cá tính, khá thông minh. Nói thật, đọc bài văn của con tả không sai một chi tiết nào luôn, chân thực đến buồn cười. Tôi hỏi sao con không tả ông nội hay một chút, thì nó bảo, con nghĩ có gì nói ấy hay hơn mẹ ạ.